ngước mặt lên. Gia cốp thấy Ê Sau và 400 người tiến đến. Gia cốp lập tức chia đàn con cho Lê A, Ra Trên và hai cô hầu. Hai cô hầu và đàn con họ đi trước. Kế đến là Lê A và năm con, rồi Ra Trên và Joseph đi sau cùng. Gia cốp vượt lên trước vợ con để đón Ê Sau cúi mọp xuống đất bảy lần trước mặt anh mình. Nhưng Ê sau chạy lên ôm choàng hàng Gia Cốp Bá lấy cổ mà hôn Hai anh em đều khóc Thấy vợ con Gia Cốp tiến đến Ê sau hỏi Những người đi theo em đó là ai Gia Cốp đáp Đó là con cái chúa đã cho em Hai cô hầu dẫn đàn con Đến cúi mọp xuống chào Ê sau Đến Lê A và các con Và sau hết là Ra Trên và Joseph Ê sau hỏi Các bầy vật đó em định làm chi jacob đáp xin hiến dâng cho anh để anh rủ lòng thương Ai sau từ khước anh có đủ tài sản rồi em cứ giữ các bầy vật đó jacob khẩn khoản không em này xin anh vui lòng nhận các lễ vật ấy vì em được gặp anh cũng như gặp chúa rồi anh đã vui lòng tiếp đón em xin anh nhận lễ vật em đã dâng hiến vì đức chúa trời đã hậu đái em và cho em đầy đủ mọi sự. Gia Cốp này nghỉ mãi cho đến khi Ê sau nhận các lễ vật ấy. Gia Cốp đứng dậy đề nghị, Này, anh em ta hãy lên đường, anh sẽ hộ tống em. Nhưng Gia Cốp phân trần, anh biết đám trẻ này còn yếu, bầy chiên bò có nhiều con đang bú, nếu ép đi nhanh, chắc chỉ một ngày là chúng bỏ mạng. Xin anh cứ đi trước, còn em sẽ chậm rãi theo sau, đi cho vừa sức của trẻ con và súc vật đang bú cho đến chừng nào tới nhà anh trên núi Sê-rơ. Esau đề nghị để anh bảo gia nhân ở lại làm hướng đạo cho em. Gia cốp từ khước không cần anh đã tỏ lòng thương em là quý lắm rồi. Ngày hôm ấy Esau quay về núi Sê-rơ còn gia cốp đi đến su cốt hạ trại và làm chuồng cho các bầy súc vật. Từ đó người ta gọi địa điểm này là cốt Kể từ ngày lìa xứ Phadan Aram, Jacob đi đường Bình An đến xứ Canaan và hạ trại trước thành Suy Jacob tậu một miếng đất cắm trại giá 100 miếng bạc của anh em Suy tức là các con trai của Hemu. Jacob lập một bàn thờ tại Suy và đặt tên bàn thờ là En, Đức Chúa Trời của Israel.